đêm khuya trăng chiếu sáng cánh đồng xa, thấy ngày chú cuội đang ngồi bên gốc đa. Bao la lấp lánh biết bao vì sao, con tàu vũ trụ nhớ muốn anh sao về chào. Sẵn sàng rồi, tàu em sắp lên đường. Tết trung thu trăng rằm anh vàng tỏa đầy muôn phương. Chú cuội ơi, thỏa lòng mấy lòng mong đợi, tàu em đang lướt không gian nhằm chơi anh trăng giữa trời. Các bạn ơi,
7 chúng ta. Trước mắt xin gửi tới lời chào tất cả các cụ công, các bà, các anh chị, đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng. Một lời chúc, một lời chào mạnh khỏe. Kính thưa quý vị đại biểu, được sự nhất trí của huyện đoàn huyện Tiền Hải, được sự nhất trí của ban chấp hành xã đoàn xã Tây Lương, được sự quan tâm của chính quyền địa phương cơ sở, ban tổ chức hội trại trung thu cụm dân cư số 7 long trọng tổ chức buổi vui liên hoan ca hát phá cỗ đêm rằm trong chương trình cụm. Cho phép tôi thay mặt ban tổ chức hội trại xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, các anh chị, đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng một lời chào, một lời chúc hạnh phúc và sức khỏe. Nhân dịp bước sang năm học mới, chúc em thiếu niên nhi đồng chăm ngoan học giỏi. Về dự hội trại hôm nay có các đồng chí trưởng các ban ngành trong thôn, có đông đủ các cụ, các ông, các bà, các anh chị, đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng, đề nghị toàn thể chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tết Trung Thu về Tết cổ truyền dành riêng cho các thiếu niên nhi đồng. Với truyền thống ấy, cụm chúng ta lại được tụ họp đông đủ đem lời ca, tiếng hát ca ngợi đất nước con người, hát về Đảng, về Bác. Để mở đầu với chương trình, xin mời hai ca sĩ song ca Thiên Lý, Thúy Ngân mở đầu với chương trình Em Vui Trong Hội Trăng Rằm. Xin mời hai ca sĩ chúng ta, xin mời toàn thể các bà con thưởng thức đón nghe. Oh,
gửi tới tất cả các cụ, các ông, các bà, các anh chị, đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng một lời chúc sức khỏe, một lời chào hạnh phúc nhất. Thay mặt ban tổ chức hội trại, tôi trịnh trọng tuyên bố buổi vui liên hoan ca hát phá cỗ đêm rằm xin được bắt đầu. Đồng chí thông tấn báo chí đài truyền hình VT1, VT2, các đồng chí cơ quan ngôn luận xã luận và đại biểu cho báo thiếu niên, báo nhi đồng cùng về dự đề nghị toàn thể chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tết Trung thu về, Tết cổ truyền dành riêng cho các thiếu nhi đồng, với truyền thống ấy cũng chúng ta lại được tụ họp đông đủ đem lời ca tiếng hát ca ngợi đất nước con người. Để mở đầu với chương trình, xin mời em Phương Thảo nói sự cảm nhận của mình và thông qua hoạt động hè của các em thiếu nhi cụm, xin mời em. Kính thưa các quý vị đại biểu, các cụ, các bà cùng toàn thể cụm dân cư xóm 7, thưa các anh chị đoàn viên thanh niên cùng các em thiếu nhi thân mến, đấy là một cái Tết Trung thu vui vẻ đầy ý nghĩa đã đến. Không khí đã tràn ngập khắp các phố phường, đó cũng là niềm vui, niềm hân hoan của biết bao thiếu nhi cả nước. Nhi thân mến, cứ mỗi Tết Trung thu, cả trẻ em trên mọi miền Tổ quốc đều mơ ước, háo hức được xem múa lân, cùng rước đèn, cùng ăn bánh Trung thu với gia đình, với bạn bè. Hôm nay, để hòa cùng không khí vui tươi của thiếu nhi cả nước nói chung và thiếu nhi cụm dân cư xóm 7 nói riêng, với mong muốn cho các em thiếu nhi được vui chơi đón Tết Trung thu trong không khí vui mừng và bổ ích, cụm dân cư xóm 7 đã tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu với chủ đề Vầng Trăng Yêu Thương. Chúc Hoàn Văn Nghệ thành công rỡ. Vừa rồi là em Phương Thảo đã thông qua hoạt động hè của các em trong cụm mà tất cả chúng ta đã được lắng nghe. Để mở đầu với chương trình tiết mục, xin mời top ca múa các em với tiết mục văn nghệ Đêm Trung Thu của các bé thiếu niên nhi đồng trong cụm 7 chúng ta. Xin mời toàn thể các cụ công các bà chú ý đón xem.
Vừa rồi là một tiết mục đêm trung thu của các em thiếu niên trong cụm. Xin mời mỗi một lần điệu múa các em hãy lán lại để chụp bức ảnh lưu niệm. Và một lần nữa để động viên cho các em, xin để các cụ, các bà chúng ta cho một tràng vỗ tay để động viên các cháu. Và tiếp theo với chương trình tiếp tục. Để nối tiếp chương trình, tốp ca múa Chiếc Bụng Đói cho các bé thiếu niên nhi đồng của cụ chúng ta. Xin mời tất cả các quý vị đã nghe. Chúng ta cho một tràng pháo tay để lấy không khí và tâm hồn. Đúng để có cây, có rễ, có ngội, có nguồn. Ban tổ chức hội trại trung thu chúng tôi có một chút quà nho nhỏ để tặng các cụ của chi hội xóm 7 chúng tôi. Vậy đề nghị anh Trung trao quà thay mặt người nhận quà là bác Sô.
Bác Xô, thay mặt các cụ xin nhận món quà của ban tổ chức hội trại chúng tôi, xin mời anh Trung và bác Xô. Của chúng ta. Tiếp theo chương trình, chúng ta trở lại sân khấu với ca sĩ Thúy Ngân. Ca sĩ Thúy Ngân xin mời toàn thể các cụ công các bà chú ý lắng nghe với ca sĩ Thúy Ngân với bài hát được tự chọn. Ca múa bài hài ca Quất Quả Bé, xin mời toàn thể quý vị chú ý đón xem. Ngày
mình cũng chẳng buồn lắm. Nhìn trăng tròn mơ, em hát bài ca cuội, cuội vui cuội cười, cuội vui cùng ca ngân. Vâng, rồi chúng ta những người đào tạo những lớp trẻ là những bài hát gần như chuyên nghiệp với bài ca Quậy mà các bạn đạo diễn nhìn, nếu như các bạn ngày mai chiều mai đúng 1:30 mở trên VTV1 thì chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp và làm việc với đài truyền hình. Vậy xin mời tất cả cũng một thông tin đặc biệt lại cho các cụ, các ông, các bà chúng ta, đúng 1:30 mở đúng kênh VT1 chạy trung thu cụm dân cư 67 để các bạn được xem lại. Để nối tiếp chương trình với vui liên hoan văn nghệ phá cỗ đêm rằm, top ca gọi tên Việt Nam cho các em thiếu niên nhi đồng của các cụm dân cư 67, chúng ta đề nghị toàn thể nhân dân chúng ta được đón xem và lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để cổ vũ với chương trình, xin mời toàn thể chúng ta cho một tràng pháo tay để động viên với tinh thần. Để nối tiếp chương trình, năm nay Hội trại Trung thu cụm dân cư rất vinh dự đón nhận 3 bằng đại học của các em thiếu niên nhi đồng của cụm. Chúng tôi xin thông qua 3 đại học, 3 bằng đỗ đại học của 3 em trong cụm chúng ta. Một, em Vũ Huy Hoàng, con anh chị Nguyệt Hường. 2, Hoàng Thu Hồng, con anh chị Thủy Tường. 3, Hoàng Mạnh Cường, con anh chị Thắng Vui. Vậy đề nghị 3 em lên trước sân khấu để tất cả các cụm chúng ta chiêm ngưỡng những gương mặt tương lai. Và cũng đề nghị Bác Thuận là đại diện cho chi hội người cao tuổi lên trao quà cho các em thiếu niên nhi đồng. Mời tôi xin gặp lại em Vũ Huy Hoàng, em Hoàng Thu Hồng, em Hoàng Mạnh Cường, ba em. Nếu ba em không có mặt ở tại đây, có thể phụ huynh hoặc thân nhân các em để tình với một gương mặt rất tương lai của cụm chúng ta. Lễ trao quà cho tất cả các em học sinh thi đỗ đại học năm 2019. Để trở lại với chương trình, xin mời ca sĩ Thúy Ngân trở lại với sân khấu để góp vui với chương trình văn vui văn hoan văn nghệ với cho cụ chúng ta. Vâng, sau đây để liên tục chương trình thì Liên xin gửi tới quý vị khách quý một ca khúc được mang tên Mùa Xuân Trên Quê Hương.
Vâng, thay mặt ban tổ chức cùng cụm dân cư số 7 cảm ơn ca sĩ Thúy Ngân đã góp vui với chương trình một bài hát rất là hay. Với những người con chúng ta xuất thần từ rất nhiều, từ bông lúa hạt gạo, từ những sự gom mặt của những mồ hôi nước mắt của những người cha đã tích lũy được ăn học để cho đến được thành đạt. Năm nay cũng chúng ta được 28 em học sinh giỏi. Rất vinh dự và tự hào mỗi một con số một năm lại một tăng lên. Với sự tương lai ngắm nhìn vẫn còn tương lai rất rộng lớn. Vậy năm nay tôi thông báo toàn bộ học sinh giỏi năm 2019. Một, Vũ Lan Anh, con anh chị Hiền Dương. Hai, Vũ Hương Giang, con anh chị Tuyết Huyến. Ba, Hoàng Hương Quỳnh, con anh chị Nhẫn Kiệm. Bốn, Hoàng Thu Hà, con anh chị Nhẫn Kiệm. Năm, Tô Thái Học, con anh chị Hiền Diện. Sáu, Hoàng Thu Hà, con anh chị Phấn Điệp. Mười, Hoàng Mạnh Hùng, con anh chị Phấn Điệp. Tám, Nguyễn Thanh Mai, con anh chị Cường Thủy. Chín, Nguyễn Thu Phương, con anh chị Nga Trinh. Mười, Nguyễn Tuấn Hùng, con anh chị Nga Trinh. Mười một, Nguyễn Minh Thư, con anh chị Lương Thắm. 12, Hoàng Thanh Thả, con anh chị Hoài Đát. 12, Hoàng Thu Hà, con anh chị Hồng Kế. 14, Hoàng Thu Hà, con anh chị Hồng Kế. 15, Hoàng Phương Thả, con anh chị Bản Trọn. 16, Hoàng Phương Mai, con anh chị Hiền Hội. 17, Hoàng Tường Vi, con anh chị Hà Vũ. 18, Hoàng Thu Thả, con anh chị Hương Hợp. 19, Hoàng Như Quỳnh, con anh chị Thanh Hiệp. 20, Hoàng Tuấn Anh, con anh chị Toan Oanh. 21, Hoàng Phương Anh, con anh chị Nhung Tỉnh. 22, Hoàng Yến Nhi, con anh chị Sen Ngọc. 23, Hoàng Thu Hà, con anh chị Hương Thê. 24, Hoàng Thế Anh, con anh chị Thương Điệp. 25, Nguyễn Thế Trung, con anh chị Hiền Chức. 26, Hoàng Ngọc Ánh, con anh chị Thương Dương. 27, Hoàng Đoàn Thái, con anh chị Dũng Linh. 28, Hoàng Việt Anh, con anh chị Linh Dũng. 29, Hoàng Minh Thư, con anh chị Hùng Dương. Vậy đề nghị 29 các gương mặt tiêu biểu của năm học 2019. Vậy đề nghị anh Mạnh, đại diện cho chi đoàn thanh niên 67, chúng ta lên tặng quà những gương mặt học sinh giỏi năm 2019. Nếu các trường hợp của em không có mặt, chúng tôi sẽ lưu và sẽ chuyển đến tận gia đình. Xin mời ban tổ chức kiểm danh đầy đủ số các em thiếu niên học sinh giỏi năm 2019. Nếu trường hợp thiếu, chúng tôi sẽ ghi nhận và chuyển trực tiếp tới gia đình. Trao quà của các em học sinh giỏi cấp cơ sở, phổ thông, trung học cơ sở của cụ chúng ta, 29 gương mặt tương lai. Để nối tiếp chương trình với đêm vui liên hoan văn nghệ, xin mời top ca múa Em Là Bông Hồng Nhỏ Quả Bé. Xin mời toàn thể quý vị chú ý đón xem. Cười là những nụ hoa, trang sách hồng nằm mơ.
Tiếp theo chương trình là tốc ca múa của chi đội xóm 7 với bài Việt Nam trong tôi là của các em thiếu niên. Nhi Đồng xin mời tất cả các em. Các cụ công các bà, chương trình chúng ta còn nhiều, cứ đợi em rót mỗi phích nước sôi vào cái là em ra ngay bây giờ đấy ạ. Cứ đợi đấy là tí là có ngay. Để nối tiếp chương trình với vở tấu hài Nói Xấu Chồng do ca sĩ Đường Phố. Em xin chào tất cả các anh các chị. Em chào những người đang đi dự hay chuẩn bị ly hôn.
Em chào từ nông thôn mà em chào thành phố. Em chào những người đang gặp sự cố về quan hệ gia đình. Với tất cả tân tình, em xin chào các bác. Các bác đã thấy em xinh không ạ? Vâng, bác Giai ở xóm ta, nếu bác nào có nhu cầu cà phê, cà pháo, alo em, chồng em này đánh lốc, đêm này chưa chắc nó đã về. Các bác không phải cười chứ. Ngày xưa ấy, em giọng nữ nhi cơ. Đến cái tuổi dậy thì nó mới giọng đàn ông. Cũng may mà phần ngực, phần mông nó to, tròn, đều đặn đấy mà không vấn đề. Chứ còn cái đàn ông ở cái xóm ta ấy, thì chuyên nói xấu vợ chị em đây ấy, em đếch sợ cơ, em nói xấu chồng. Cứ cho mình là nhất tới vợ không là gì. Nhiều lúc thì em cũng nhu nhì để cho các lão ấy tinh vi coi thường. Hôm nay nhá, em nói thật các bác, em sẽ làm gương để cả lúc nữa là chiếu giường vỡ đôi. Mà vỡ đôi thì cũng thế thôi, một khi nó cáu đời là cái đinh. Để cho em đỡ bực mình, các bác đồng tình cho phát pháo tay nhá. Vâng, em thì chị em cùng trang nữa này, hay gặp nhau ở ngoài đồng như kia thì biết em. Thế nhưng có một cái điều với các cụ dưới kia, cười thì cười thôi nhưng lại không giới thiệu, chả biết đó con cháu nhà nào mang tiếng về làm dâu mấy chục năm mà chả biết tên là gì. Tên em là Nguyễn Thị Vui, em mắc phải cái bệnh nó lại rung đùi nửa đêm. Thế là thằng chồng nó mới hiểu dần em, một đêm nó mới dậy nó làm thêm mấy lần. Ê, sau này nó lại hiểu dần em rung, nó dậy nó cười trần nó lại thôi. Đấy, chồng em nó cũng rất là tồi, mỗi khi uống rượu nó toàn ngồi chửi em thôi. Có hôm nó chửi cả đêm, em phải sang bác hàng xóm nó nằm bên em ngủ nhờ đấy. Ai tính các bác ấy, nói thật với các cụ già cái thì thôi, quá nữa quá thì em không nói, nhưng hỏi mấy cái bác ở chung chung tuổi đây. Ai lại, chồng con nào chồng con lại bỏ vợ thế này. Nằm chung thì nó bảo là chặt giường, nằm riêng thì nó bảo là tơ vương với thằng nào, mà lãng mạn thì nó bảo là tào lao, mà lầm lì nó bảo là người sao hững hờ, nằm im thì nó bảo là thờ ơ, mà đưa tay lên sờ nó bảo đa dâm. Đấy, các bác tính cái khổ không chứ đấy. Đời em nó rất khổ tâm, em ở với nó bị hâm mất rồi. Em nói hôm ấy, hôm nào nó mới được con lô con đế ấy, thì cứ coi cái buổi tối hôm đấy là nó là một tối bình yên. Chứ hôm nào nó mà tuyệt lô tuyệt tạch đề thì em thật khổ, cả bữa cơm nó chửi không còn nơi nào mà lần nữa. Em nói có những lúc ấy, nó chửi bằng bài hát nó mới ác chứ đấy. À, hôm nay có bác nhạc công này, bác cứ cho em xin tin nhạc, em kể hết cho tất cả các bác ở đây nghe, em không sợ đâu. Hôm nay đông người em không sợ, đánh được có người can rồi. Cho kỹ xem, ôm ôm em còn thân thể.
bồ củi. Thế là hắn ấy vào nhà, hắn ấy cầm mấy chai rượu, hắn ra ngồi cạnh hắn uống, thế hắn khà gái. Thế là ông Nhũ đi qua nhìn thấy ngang tai trái mắt, ông bảo anh kia sao anh lại ngồi rượu mà nhìn vợ bồ củi thế mà được à? Thế nó hớt lên, cháu bảo nó uống rượu nó không uống, nó lại nhận bồ củi chứ. Thế em là đàn bà ăn gái thì không uống được rượu đâu chứ. Thế đều vậy nó đổ cho em là uống rượu, nhận uống rượu không được nhận bồ củi. Ấy em nói thật với các bác chứ đàn bà con gái nó khổ thế đấy. Sáng ra thì dậy sớm nấu ăn, thu dọn nhà cửa để giặt chăn giặt màn, áo quần phơi phóng gọn gàng, đưa con đi học và vội vàng cơ quan. Suốt ngày tất bật lo toan nấu cơm rửa bát thì người toan mồ hôi đi. Còn hắn nó chỉ biết ngồi rượu chè nước thuốc rồi lôi về nhà bắt em dẫm nước pha trà. Kiếp sau em đổi xin là đàn ông. Thôi em chào các bác, em nói như vậy nói nhưng mai anh tai nó vả em và vỡ mồm em chết. Cho em xin chào các bác về luôn. Quên. Thấy các bác cười vỗ tay em lại nhớ ra cái hôm đó. Quên đấy, xít quên. Các bác không vỗ tay quả vào luôn em quên đấy. Cái hôm mà hội đền. Thế là cái hôm mà em cứ nghĩ là như mấy hôm trước. Thế nó vào được chơi tận đến tối đến sáng em cứ nghĩ là mẹ con em phải đóng cửa em ngủ. Thế là nó mới ngủ. Thế thì ngày thứ ba thì em đóng cửa em nghĩ như mọi hôm em cứ đóng cửa. Thế đêm nửa đêm nó về chắc hôm nay hội đền tan sao. Nó đập cửa anh Doanh ấy. Hôm nay em bực. Em bảo anh đi đi, anh đi khỏi cái nhà đi, anh đừng về nhà nữa. Thế hắn ấy điên, hắn đạp cửa, hắn ấy doành vào, hắn hỏi con kia, tao hỏi mày, tao là chồng mày hay tao là con mày? Chứ nói thật các bác xóm ta, chứ em nói thật. Hôm nay em láo, em bảo đứa nào bú tao thì đứa là con tao. Nghe gì kế đi chứ thế. Thế là hắn ấy điên, hắn đạp cửa, hắn răng vào trong nhà gái, nó vào hắn cửa. Thế là con em nó bảo cái gì thế bố, đêm hôm không để cho ba con người ta ngủ cứ rầm. Thế là nó ngoái lại nó chơi luôn con nhà em. Thằng kia, thằng Ôn kia, tao hỏi mày, tao là bố mày hay tao là em mày? Thế là con ấy bật dậy, nó bảo ý, cái nào nó cái sữa trước thì đứa ấy làm anh. Chắc nó nhìn thấy sao. Thế mới khổ. Đấy, lại nói cái chuyện con em. Cái thằng lớn nó mới nghịch chứ. Em nói các bác, cái thằng lớn nó nghịch. Thế em về gửi cho bên ngoại, thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật nó mới về. Còn thằng thứ hai nó mới nghịch, chả biết đi học hành thế nào mà cái cô giáo mầm non trường Tây Lương thì dậy, nó về nó cứ hát như này các bác này. Cha thương con thì con vỡ nợ, mẹ thương con thì con cứ vay, cả nhà ta cùng trăng mẹn say, vay thì nhớ trả ngay thì bùng. Chả biết học hành như gì mới có giáo dạy tài thật. Thế đấy, các bác biết đấy, đàn bà nó khó. Tôi không nói cô giáo viên mầm non đâu ấy nhá, tôi nói chung cả trường ấy. Em nói thật với các bác chứ khổ, cái đời con gái nó khổ cũng là cái thân tâm chồng. Đêm thì con khóc đòi ti, một bên thì chồng ngáy khì khì cả đêm. Đời em nó cũng quá là đen, mất ăn mất ngủ như đèn hết pin ấy. Thỉnh thoảng em cũng nhói tim định nhảy cho chìm xuống sông. Rất nghe em gặp được ông đầu hơi hói tinh thông chuyện đời. Thế gặp em chị nở nụ cười, thế rồi chị nói những cái lời nó cũng dễ nghe. Tự nhiên mắt em lại cay xè, hiểu ra chân lý thì em quay xem về. Các bác biết chị đã chị gì không ạ? Chị đấy là chị Phạm Thị Dư, gốc ở Tam Đồng, lấy chồng Tây Lương. Thế cái hôm mà mấy chị em làm cỏ ven đường, thế là em kể thấy thương, thì chị bảo là em ạ, ngày xưa chị cũng thế, lấy chồng vào rượu chè khổ lắm em ạ, cái thời đấy nó lại không có công ăn việc làm. Thế thôi chồng con nó có nóng nảy thì mình đàn bà gái mình nhín nhịn đi. Thế bây giờ nhá, em biết làm lành này, bát cơm đã dẻo, nồi canh đã đầy, chồng em đỡ bất điệu say, con em đi học càng nghe càng ngoan. Bây giờ em đến cơ quan, trái tim rung động hân hoan rất nhiều. Xin chào các bác, em về nhé. Em hứa các bác ấy, nói thì có mà suốt đêm. Em hẹn các bác là đúng sang năm mình kể tiếp. Em chào em về đây. Tổ chức hội trại xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà.
tất cả các cụ công, các bà, các anh, các chị và tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng. Đúng là một năm trung thu đã qua và năm nay cũng là buổi tối khép lại của một trung năm trung thu của 2019. Thay mặt ban tổ chức và thay mặt cho tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng của cụm dân cư số 7, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ công, các bà, các anh, các chị và các cháu thiếu niên nhi đồng, và xin cảm ơn các nhà tài trợ đã vì ngày hội trung thu của các cháu bớt chút thời gian về đây để cùng vui liên hoan đêm trung thu cho các cháu, và xin cảm ơn các ca sĩ nghiệp dư và chuyên dư đã về cùng góp vui với buổi vui văn nghệ vào đêm trung thu của các cháu. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các cụ công, các bà, các anh, các chị mùa thu năm tới. Xin cảm ơn.
bomba. No, no hay machado las olvidas todos los temas. No, no hay machado las caramba. Que bom bomba. No, no hay machado las olvidas todos los temas. No, no hay machado las caramba. Que bomba. Olvidas todos los demás. No, no hay marcha atrás, caramba. Bomba.